giới thiệu với các bạn, đây là sản phẩm da ua nguyên chất và da ua trộn trái cây tươi, là thích hợp cho cái mùa nắng nóng, mùa hè đang đến. Các bạn nào có yêu thích sản phẩm da ua trái cây, da ua nguyên chất á, thì hãy vào bếp cùng làm với mình ha. Những cái sản phẩm này rất là ngon, rất là mát, rất là bổ dưỡng, rất là đẹp da. Bây giờ thì là công thức là mình làm cái sữa chua nguyên chất trước. Thì các công thức như sau, là cứ một lon sữa đặc vậy nè. Thì là mình dùng với 4 lon sữa tươi. Và một cái cup gì nè, là da ua cái ha. Mình dùng cái da ua organic này làm da ua cái. Và mình cho một ít đường vô. Các bạn không có sử dụng đường cũng được. Thì cái da ua nó hơi có vị lạt béo. Mình muốn cái da ua nó có vị đậm đà, đặc trưng của cái Việt Nam á, thì mình cho một ít đường vô. Thì cái này á, lần này á, là mình sử dụng 2 lon sữa đặc. Thì mình nhân lên là 8 lon sữa tươi và 2 cup da ua cái và 1 cup gì là đường. Bây giờ mình chuẩn bị, trước tiên là mình phải chuẩn bị những cái hũ da ua này nè. Mình đem đi rửa sạch bằng xà bông và mình nấu trên nước sôi ha, cho sạch cho kỹ. Và mình để ráo nó. Và mình chuẩn bị những cái hũ thủy tinh này rất là sạch ha. Và cái nắp đậy. Rồi sau đây là mình sẽ bắt đầu pha chế cái sữa này vào ha. Mình khui 2 cái hộp sữa này ra ha, và mình cho vô cái thau. Đó là mình cho một cái cup đường cát trắng ha, mình cho một cái cup đường vô trong cái sữa này luôn. Rồi mình để qua một bên ha. Mình dùng cái cup này nè để mình đông cái sữa tươi ha, mình lấy cái sữa tươi mình đông lên. Mình sử dụng 2 lon sữa tươi thì là mình dùng 8 lon sữa tươi này ha. Cứ một lon sữa đặc á, là 4 lon sữa tươi. Thì bây giờ hôm nay mình làm 2 lon thì mình không có đông vô chung ha, mình để riêng ra một cái, mình ra riêng một cái tô như vậy nè. Mình 8 lon của mình á, thì bây giờ mình đông vô đây 3 lon. Mình đông vô cái tô này 3 lon sữa tươi. Mình lấy 3 lon sữa tươi này nè, mình để vô microwave, mình để nó 6 phút microwave ha, mình làm cho cái sữa này nó nóng lên. Cái tô mà mình vừa đông 3 lon sữa đó, mình trap cái ni lông vậy ha, thì bắt đầu mình mở microwave ra và mình cho nó vô microwave ha. Mình làm trong vòng 6 phút ha.
mình bấm hai lần 3 phút, rồi lát nữa 3 phút ha. Rồi mình lấy cái sữa này mình cho vô trong sữa nãy mình vừa mới trộn. Rồi sau khi đã xong 3 phút rồi thì bây giờ mình nhấn thêm 3 phút nữa ha. Sau khi cái sữa tươi 3 lon mình để vô microwave 6 phút thì bắt đầu nó hơi ấm lên ha. Rồi bây giờ mình cho cái hỗn hợp này đi vô trong sữa này nhằm mục đích mà để ấm lên là vì để cho cái đường với sữa này nó chín và nó tan đều vô cái sữa với đường ha. Và bắt đầu mình quậy lên. Mình quậy lên để cho cái sữa đặc và cái đường này bắt đầu nó tan và nó chín đi ha. Các bạn cứ quậy đều, khi nào mình cảm thấy cái đường với sữa này nó quệt chung với nhau á ha, nó hiện chung với cái sữa tươi á, thì là lúc đó là mình bắt đầu mình mới đổ cái sữa lạnh vô ha. Nó quay được một hồi á thì mình thấy nè, đường với sữa đặc ha, nó đã quyện chung với cái sữa tươi rồi ha. Thì lúc này là bắt đầu mình cho tiếp vô cái sữa tươi ha. Thì hồi nãy là mình đong cái này là 3 lon sữa tươi rồi, thì mình còn 5 lon nữa ha. Bây giờ mình lấy sữa tươi nè, mình đong vô cái lon này ha. Mình đong tiếp tục 5 lon nữa mình cho vô, này là sữa lạnh ha. Sữa kề sau này không có cần phải hâm nữa nha các bạn. 1 2 3 4 5 nè, rồi tất cả là 8 lon ha. Rồi bây giờ mình quậy lên tiếp cho nó đều với nhau ha. Và tiếp tục bây giờ mình cho vô hũ cái ha. Mình sẽ đong 2 cup hũ cái vô trong cái này ha, và mình quậy đều ha. Bây giờ mình dùng cái sữa da ua cái này ha, mình làm da ua cái, mình lại đong 2 cái cup này ha, đầy 2 cái cup này vô. Da ua cái này là da ua không có đường ha, mình làm một cái cup bự như vậy ha. Mình cho vô 1 cup ha. Mình cái cup thứ 2. Đó, các bạn cứ đong 2 cup bự như vậy nè, rồi cho vô bên đây. Rồi mình tiếp tục mình quậy lên ha.
quậy cho nó tan cái da ua cái vô với lại cái hỗn hợp sữa này ha. Mình làm do gợt này á, là hoàn toàn không có dùng một nước nha các bạn, hoàn toàn là sữa thôi, sữa tươi thôi, sữa đặc và da ua cái vô thôi. Mình sử dụng một chút xíu đường vô để cho nó có vị đậm đà hơn, chua hơn, nó ăn nó ngon hơn. Các bạn không muốn để đường cũng được, thì nó có vị chua chua béo và hơi lạt. Sau khi mình quậy cho nó đều cái hỗn hợp lại với nhau rồi á, thì bắt đầu mình chuẩn bị, mình đổ sang những cái hũ ha, những cái hũ mà mình chuẩn bị nè đó. Bây giờ mình sẽ đong vô những cái hũ và mình đem đi ủ ha. Nha, mình lấy một cái hũ ha, mình đong, mình đong đầy hũ đi. Một cái hũ ha, mình tiếp tục đong đong cho nó hết cái lượng sữa này lại rồi mình đem đi ủ. Mùa này trời nóng ăn những cái này da ua này á rất là ngon ha, rất là mát và rất là đẹp da luôn ha. Đây là những cái hũ da ua mà mình đã đong xong rồi nè. Mình làm hai cái hũ lon sữa đặc á, 8 cái hũ sữa tươi thì mình sẽ có thành quả là 22 hũ yogurt. Cái hũ yogurt này của mình á, một hũ này tới 5 ao lận, cho nên mình đong đầy vậy là mình được 22 hũ ha. Thì sau đây là mình lấy những cái nắp mình đã làm sạch rồi á, mình sẽ đậy lại. Mình sẽ đậy kín lại rồi bắt đầu là mình đem đi ủ ha. Và mình sẽ nói rõ cho các bạn nghe là cái cách ủ như thế nào. Mình sẽ làm các cách ủ giống như truyền thống xưa ở Việt Nam ha. Nó rất là dễ, đơn giản, nhanh, gọn lẹ mà ai cũng làm được hết. Mình đậy nó lại. Còn nếu như mà cái hũ của bạn á, hũ của bạn nào mà không có cái nắp đậy á, hay là mình làm bằng cái ly á, ly thủy tinh nhỏ đó, thì mình không có nắp đậy á, thì mình dùng cái ni lông á, mình trap cái hũ da gợt này lại ha. Nhưng mà ủ da ua này á, là mình phải đậy kín cái da ua lại ha, thì cái độ đông đặc của da ua á, thì nó mới ngon được ha, chứ không có được để hở ra ha. Mình xin nhắc lại cái công thức á, là cứ một hũ
một lon sữa đặc á thì là 4 lon sữa tươi. À, các bạn muốn làm bao nhiêu lon thì cái công thức đó các bạn cứ nhân lên ha. Một lon sữa đặc là 4 lon sữa tươi và một cup da ua cái. Rồi mình lấy hai cái lon đầu tiên á là mình để vô microwave 6 phút ha, mình hâm cái sữa cho nó nóng lên. Mình cho quậy vô cái sữa đặc và một ít đường cho nó tan đều cái sữa và đường ra với nhau. Rồi còn hũ, còn cái sữa còn lại á, là mình vẫn để lạnh. Mình cho cái lạnh vô, sữa lạnh vô rồi mình quậy cho đều. Sau đó là mình cho cái hũ cái vô ha, là xong. Nếu mà các bạn nào muốn cho đường vô cũng được thì cái vị nó lạc, còn nếu mà các bạn muốn cho nó đậm đà hơn á thì các bạn cho một ít đường giống như mình vừa chỉ ha. Thì sau đây là mình đã đậy được, mình làm hai hũ sữa đặc á, thì mình ra 22 hũ da ua. Và sau đây là mình đậy kỹ rồi mình đem đi bắt đầu mình ủ đây. Này, sau đây á, là mình ủ da ua vô một cái thùng đá như vậy nè. Cái thùng này á, là nó rất là kín cho nên mình ủ nó da ua nó rất là đông đặc, nó không có bị không khí ở ngoài vô đó, cho nên là cái lựa chọn cái thùng đá này là thích hợp nhất ha. Mình chọn cái thùng đá này và mình dùng cái nước phun tên này ha, là mình dùng với cái nhiệt độ là nóng nhất maximum. Bắt đầu mình mở nước rồi mình thử trước, mình thử cho đến khi nào mà cái lượng nước mà nó nóng nhất á thì bắt đầu mình cho cái nước này vô trong thùng ha. Nên bắt đầu bây giờ mình thử cái nước này ha, mình mở trên đây maximum rồi nè, cái dầu nước maximum cho nó nóng. Bây giờ nước bắt đầu nó nóng lên rồi thì bây giờ mình dùng cái lượng nước nóng này nè mình cho vô trong thùng ha. Đó, mình cho trực tiếp nước nóng vô trong thùng này nè, rất là tiện lợi, không cần phải nấu nước luôn, làm rất là lẹ, rất là tiện luôn ha. Mình cho vô, bây giờ nước nó đang bốc khói lên nè, mình cho khoảng chừng phân nửa cái hũ thôi ha, không có nhiều nha các bạn, một phân nửa cái hũ thôi, rồi mình mới đậy lại. Đó, như vậy là được rồi. Giờ mình tắt đây nè. Cái bí quyết ở ra đây nè, các bạn mà cho nước nóng như vậy rồi á, các bạn đừng có cho vô hũ liền nè, nó có hơi, nó hơi bốc hơi ra, các bạn cứ cho nó bốc hơi ra ha. Một hồi á thì cái hơi này nó bốc hết rồi thì cái nước trong đây cái độ nó còn ấm thôi. Ấm có nghĩa là mình bỏ tay vô được, mình rút ra là mình cảm thấy nó ấm, nước ấm thôi. Thì cái lúc này á là mình bỏ da ua vô mình ủ được rồi. Nước á không cần phải nước sôi nha, nước sôi á thì làm cho da ua nó bị vữa. Thì nước á là chỉ ấm thôi, cho nên nó mình lấy cái nước ở ngoài romine này mình cho vô với cái lượng một chút xíu thôi, là cái hũ của mình là hũ nhỏ ha, mình để ngập phân nửa cái hũ thôi là được rồi ha. Bây giờ cái khói này nó bốc hết rồi thì mình dí tay vô nè, nó mình thấy là nước là nó ấm thì làm bắt đầu mình ủ da ua ha. Bây giờ bắt đầu mình cho những cái hũ da ua đó vô trong đây. Rồi những cái hũ da ua á, mình làm xong mình đậy nắp á, rồi mình cho vô trong thùng nó vậy nè các bạn. Đó, cái lượng nước đó, nó ngập phân nửa hũ. Như vậy là được rồi ha. Bây giờ nước rồi còn là ấm thôi, không phải là sôi nóng nữa. Thì mình đậy cái thùng này lại. Thùng này rất là kín ha. Mình đậy cái thùng này lại. Rồi mình để vô một cái góc mát ha. Mình để đây. Ủ dâu hôm nay mình ủ cái thùng này trong vòng 10 tiếng. Thì 10 tiếng á, là nó có độ
chua chua. Nếu mà bạn nào mà muốn không có chua lắm thì mình ủ 8 tiếng là được rồi. Còn cái này là mình hết thích hơi chua một chút thì là mình làm 10 tiếng. Nhiều bạn thích ăn da ua chua hơn nữa thì mình có thể làm 12 đến 14 tiếng ha. Thì mình cứ để như vậy là cái chỗ mát rồi mình ủ 8 tiếng. Rồi sau đây mình ủ da ua ha. Rồi 8 tiếng sau, 10 tiếng sau mình sẽ đem ra cho các bạn xem nha. Hai da ua thì mình đang ủ ở trong thùng ha, mình chờ đó. Bước kế tiếp là mình làm da ua trái cây ha. Mùa này á, mùa là mùa nóng rồi, trái cây rất là nhiều, nhiều loại trái cây ngon lắm các bạn ơi. À, ở trong nhà mình á, thì có những trái cây này, cái dâu nè, dâu bự quá, bự ngon, cái bơ, dưa hấu nè, dưa hấu cũng ngon, bự quá trời luôn, blueberry nè, nho nè, nho này rất là ngọt, không có hột ha, và xoài nữa, chuối nè. Nhiều trái cây quá đi, mình có thể làm do gợt trái cây ấy, tùy theo các bạn thích ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn những trái cây nào nó có màu màu tươi tươi một chút ha, để nó có cái chất bột ở trong đó, tinh bột một chút ha, để cho cái do gợt của mình nó ngon hơn ha. Đó, những trái cây nào các bạn yêu thích ấy, thì các bạn cứ cho vô cái do gợt của mình ha. À, thí dụ như màu vàng nè, nó vô với cái do gạch màu trắng nó rất là đẹp. Còn cái nho này á, thì nó không, nó lúc mà làm lên á, thì nó cái màu nó không có được đẹp lắm. Thì có cái blueberry này đẹp nè, cái dâu này đẹp nè, hay là cái dưa hấu này nè, thì nó màu đỏ nè thì đẹp. Cái bơ này á, thì nó cũng không có hợp với lại cái do gạch. Mình để nguyên miếng thì được, nhưng mà mình làm cái kiểu như pha trộn thì nó không có được đẹp lắm ha. Những cái cây mà các bạn yêu thích những cái loại nào thì các bạn cũng cho vô loại đó ha. Cái dâu này á, thì mình lấy khoảng chừng 100g dâu và blueberry này á, cũng 100g. Mình thích hai cái màu này á, bởi vì nó tương phản với cái màu do gợt, cái màu trắng á, thì nó lên cái do gợt trái cây á, nó rất là đẹp, rất là nổi ha. Bây giờ mình tạm thời làm hai cái màu này lên cho các bạn xem ha. Bây giờ mỗi bên 100g á, thì hai cái vị này á, nó đều chua chua. Thì bây giờ mình cho một chút xíu đường vô thôi, đừng có cho nhiều quá ha các bạn, nó có vị chua chua nó cũng rất là ngon ha. Mình cho một muỗng canh đường vô. À, bên đây á, thì mình cũng cho một muỗng canh đường vô luôn ha. Đó, rồi hai bên như vậy á, và bắt đầu là mình đem đi, là mình đem bỏ vô cái máy sinh tố và mình xay nhuyễn hai cái loại này riêng ra nha với nhau ha. Mình bây giờ mình bỏ vô máy sinh tố mình xay. Trước tiên á, thì mình cho cái dâu này vô mình xay trước ha. Rồi các bạn cho một chút xíu nước vô. Một chút xíu nước vô thôi ha, để cho mình dễ xay đó. Rồi như vậy là được rồi ha. Các bạn đổ ra và tiếp tục làm cái blueberry. Cái màu rất là đẹp ha, màu dâu. Tại mình không có muốn làm dưa hấu chung á, là tại vì cái màu dưa hấu với cái màu dâu này á, nó giống nhau lắm đó, cho nên là mình không có làm giống nhau ha. Rồi bây giờ cái màu đẹp quá đẹp. Và mình tiếp tục mình làm cái blueberry này ha. Và mình cũng cho vô trong đây một ít nước thôi. Thank you.
Wow, hai cái màu này giống giống nhau ha. Sau khi mình đã xay xong hai cái hỗn hợp này rồi á, mình để riêng ra vậy nè. Thì bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo nhỏ ha. Mình chờ cho cái chảo này nó nóng lên và bắt đầu mình sên nó ha. Bây giờ mình đổ cái dầu này vô trước ha, mình sên cái dầu này vô trước. Màu đẹp quá. À, mình sên cái dầu này cho nó sệt sệt lại nha các bạn. Nó sôi lên đó thì bắt đầu nó rút cái phần nước trở lại một ít đó, thì nó hơi sệt sệt là được rồi các bạn ơi. Và chúng ta lấy ra ha, và chúng ta làm cái kế tiếp. Cái cho body xong rồi bây giờ mình lấy một cái chảo mới ha, mình bỏ cái blueberry này vô ha, mình cũng sên một chút xíu cho nó bay đi một cái chất nước đi ha. Rồi mình tiếp tục làm y chang như vậy ha. Cái cherry của mình, blueberry của mình nó sôi lên đẹp quá. Mà cái hai cái màu này cái bộ nó giống giống nhau quá các bạn ơi, mình tưởng nó đen hay nó màu giống nhau quá, đẹp quá, màu rất là đẹp luôn ha. Để cho nó rút nước tí xíu nữa thì mình sẽ vớt ra là được rồi. Đó, mình đã xong hai cái màu dâu và blueberry rồi nè, rất là đẹp luôn, màu rất là đẹp, rất là thơm. Hai cái màu bây giờ ra rõ rệt rồi ha. Hồi nãy mình cứ tưởng là hai cái màu nó giống nhau mà giờ nó ra rõ rệt rồi các bạn, làm nó sệt vậy nè, nó mất chất nước đi thì nó lại sệt ha, thì mình mới dễ cho vô ha. Đây là những cái hũ da u nè mình đã làm nè, là đã ủ được 10 tiếng rồi, rất là ngon luôn, rất là đặc, rất là đông đặc luôn rồi nè, rất là nguyên chất ha. Cái da u này á, mình để là da u này ha. Bây giờ bắt đầu mình cho cái trái cây này vô, thì mình cho trái cây bằng cách á, là mình sử dụng cái kim ống chích này nè các bạn. Các bạn mua ngoài chợ về rửa sạch ha, và nấu bằng nước sôi gia kỹ vô, và mình băm những cái trái cây này vô trong đây, và bắt đầu mình cho vô dao gệt ha. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Này là được 10 tiếng rồi nè. Mình lấy ra. Wow. Đặc ha. Cứng ngắc luôn. Bây giờ trước hết đó, các bạn lấy những cái ống này ha, các bạn bắt đầu rút những cái trái cây mà các bạn đã làm sệt vô cái ống ha. Mình đã rút vô đây một cái ống, màu rất là đẹp luôn ha,
Giờ mình rút cái ống thứ hai. Cái màu dâu nè, rất là đẹp ha. Bây giờ mình mở cái hũ do gợp mà đã làm rồi nè. Mình mở dầu hũ ra. Này các bạn thấy không, nó rất là đông đặc. Rất là đông đặc luôn ha. Rất là ngon luôn. Đông đặc rất là mịn, da ua rất là mịn luôn. Bây giờ mình dùng cái tim này nè ha. Mình để vô cái góc bên đây. Các bạn nhấn xuống, các bạn băm. Cái màu rất là đẹp ha. Một cái ống thứ hai phía bên đây mình băm. Nó ra cái màu rất là đẹp ha. Nhà các bạn thấy không, mình mới băm có hai cái thôi, ra rất là đẹp. Để mình làm tiếp theo ha. Cái màu blueberry này nó rất là đẹp. Rồi mình làm xen kẽ nè, băm đây. Rất là đẹp. Mình xen kẽ vừa dâu và vừa blueberry, hai thứ ha, cho nó vừa màu đỏ vừa màu đen. Bên đây mình làm thêm một cái nữa nè. Ra cái hũ da ua nè, các bạn thấy không, cái màu rất là đẹp. Bởi mình thích hai cái màu này á, nó tương phản với cái màu trắng á, cho nên ra các bạn thấy rất là đẹp ha, rất là dễ ha. Bây giờ mình đóng nắp lại và mình làm những cái hũ kế tiếp ha. Cái tiếp theo là mình sẽ làm vô trong cái ly này ha, một cái ly này cho các bạn xem thử. Thì mình sẽ sử dụng cái blueberry ha, cái màu này rất là đẹp. Mình múc một cái muỗng ha, mình cho vô đây. Mình cho vô cái thành ly á các bạn. Mình cho vô cái thành ly ha. Cho nó rớt xuống nha, cái thành ly gì nè. Các bạn làm rớt xuống cái thành ly giống vậy ha. Rồi những cái hũ da ua. Da ua đây, các da ua nguyên chất của mình nè. Nó rất là đông đặc ha, các mình múc cho các bạn coi. Nó rất là đông đặc, thì mình cho vô đây ha. Cái da ua này á, mình có thể là mình lẻ cái cây vô rồi mình lắc rồi mình uống, mình giữ lạnh và mình lắc rồi mình uống ha. Ly này mình cho vô đây. Da ua rất là dẻo mịn, rất là thơm ngon, mùi dung dốt chua chua ngon lắm. Cái ly mình cho vô đây. Mình cho 3 hũ ly đặc biệt. Xong rồi cái ly như vậy ha, mình cho vô vậy ha, cái màu ha. Các bạn thấy cái màu rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình design thêm một cái dâu đây. Rất là đẹp ha các bạn ha, màu rất là đẹp. Thì kế bên đó đó mình dùng thêm cái cream này nè. Mình cho lên, mình tạo cái điểm nhấn cho cái ly ha. Cái ly này rất là đẹp, mình nhìn rất là thích các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Rất là hấp dẫn ha. Rất là hấp dẫn cho cái mùa nóng này ha. Là mình cho thêm cái ống hút kế bên nè. Mình tạo hai cái ống hút luôn. Cái ống hút mình thích hai màu. Và cái muỗng nè các bạn. Cái muỗng để múc ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha các bạn ha. Đẹp quá, đẹp lắm luôn. Nhìn hấp dẫn quá ha. Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình design thêm ở trên đây là một cái blueberry nhỏ. Và những cái chung quanh gì nè các bạn. Đó, rất là đẹp ha. Đẹp lắm. Do gợt trái cây đặc sản làm tại nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn. Bên đây là do gợt nguyên chất ha.
bên sau sau lưng đây á, là do gợt trái cây trộn, rất là đẹp, rất là hấp dẫn luôn ha. Mình thích trái cây nào thì mình cho vô trái cây đó nha các bạn. Và một cái ly này rất là đặc sản, đặc biệt, rất là đẹp luôn, rất là hấp dẫn, rất là ngon. Sản phẩm da ua nguyên chất và da ua trái cây mình đã hoàn thành xong rồi đây. Những cái hũ trắng này là da ua nguyên chất. Các bạn có thể để làm lạnh hoặc là để đông đá ăn cũng rất là ngon ha. Đây là cái ly da ua trộn trái cây. Rất là hấp dẫn ha. Cái màu rất là đẹp luôn. Đây là những cái hũ da ua mình mix chung với lại những cái trái cây mình yêu thích á. Cái mùa nắng nóng này á, cái mùa trái cây này có rất là nhiều loại trái cây tươi. Các bạn thích loại trái cây nào á, thì các bạn để trái cây đó vô ha. Mình á, muốn làm hai cái loại trái cây này á, là để cho nó tương phản với cái màu trắng của da ua đó. Nhìn á, cho nó đẹp. Mùa hè đã đến rồi, các bạn hãy làm những cái ly da ua trái cây, da ua nguyên chất cho gia đình cùng thưởng thức ha.